ta cấu hình. Bây giờ đến phần tiếp theo nhé, cấu hình này. Cấu hình one to many hay là many to one nhé. Many to gì one trong nhỉ, hai mươi nét. Many to one thì phải cấu hình ở đâu các bạn? Many là thằng nào? Thằng nhiều, nhiều là thằng nào nhỉ? Nhiều là lớp đúng không? Các em phải vào phần lớp, à phần sinh viên chứ, đúng không? Bạn có thêm một cái nữa là gì? Many to one, được chưa nhỉ? Name là gì các bạn? Lớp, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Class. Class là gì đây? Kéo cái bảng lớp này vào đúng không? Đang ở bảng sinh viên mà. Ôi, không được. Class là gì nhỉ? FPL.model đúng không? Chấm gì nhỉ? Lớp, đúng không? Name là lớp, class nhỉ? Và ta thêm một cái nữa, đúng chưa? Column nhỉ? Name bằng gì đây? Mã gì? Mã gì? Mã lớp, đúng không? Đấy. Như vậy là ta quan hệ từ sinh viên gì đến lớp nhỉ? Class của nó là fpl.model.lớp. Column của nó là gì? Là mã lớp nhé. Ok, như vậy xong rồi.